Hôm nay 24 tháng 8, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm việc với siêu thị Big C Hải Dương và siêu thị BRG Max Hải Dương bắt đầu thực hiện đợt giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh ghi nhận hai siêu thị Big C Hải Dương và BRG Max Hải Dương đã thực hiện chính sách pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, thể hiện qua việc hàng hóa sản phẩm được cung cấp đầy đủ thông tin có nguồn gốc, xuất xứ, nhãn mác, niêm yết giá, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và tham gia thực hiện các chính sách bình ổn giá, bảo hành, đổi trả hàng hóa theo quy định. Tiếp thu các kiến nghị đề xuất, đoàn giám sát đề nghị hai siêu thị tiếp tục thực hiện tốt các chính sách pháp luật liên quan, đặc biệt về bảo vệ thông tin của người tiêu dùng, nghiên cứu đề xuất với công ty tập đoàn chủ quản có chính sách bao tiêu sản phẩm hàng hóa chủ lực, nhất là mặt hàng nông sản của Hải Dương. Theo kế hoạch, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ tiếp tục giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tại chi nhánh xăng dầu Hải Dương, huyện Thanh Miện và Cục Quản lý Thị trường tỉnh Hải Dương.